chào quý khán thính giả chương trình thời sự trong tuần của TV Tuần San Online, phát hình thứ ba ngày 27 tháng 4 2021 từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi. Vũ Hà và chủ bút Nguyễn Hồng Anh xin chào quý vị. Chào anh Hồng Anh. Chào Vũ Hà. Để mở đầu, mời quý vị theo dõi thời sự Việt Nam. Thưa anh, thời sự Việt Nam trong những ngày qua có những gì đáng nói không thưa anh? Thưa Vũ Hà và thưa quý khán thính giả của TV Tuần San Online, thì thưa quý vị, dịch đang bùng nổ trở lại. Và đặc biệt là nước láng giềng của Việt Nam là nước Campuchia, hay là mình còn gọi là Campuchia, đang bùng nổ. Và bởi vì vậy, Việt Nam siết chặt cái biên giới ở phía Tây Nam, gần biên giới của nước Campuchia. Và vào ngày 26 tháng 4, tức là ngày hôm qua phải không ạ? Thì là Việt Nam ghi nhận có 6 cái ca bị nhiễm mà do người từ ở ngoài quốc trở về. Ở Nga, ở Đại Hàn và ở các nước Trung Đông có tất cả là 6 ca. Và cũng cuối tuần qua, thì ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng, thì ông có yêu cầu Thành Hồ, tức là ban nhân dân Thành Hồ đó, là phạt những ai mà ra đường không mang khẩu trang ở những nơi công cộng. Và đồng thời thì Thành Hồ cũng là ra lệnh là ngưng bắn pháo bông để mừng cái gọi là cái ngày cướp miền Nam của nhân dân miền Nam. Và thưa quý vị, thì bây giờ châu Á đang vật lộn với là cái dịch Vũ Hán, đặc biệt là những nước như là Thái Lan, cạnh Việt Nam, rồi Phi Luật Tấn, và đặc biệt là Ấn Độ. Thưa quý vị là biết rằng là bây giờ là trong vòng một tuần lễ qua là mỗi ngày là ở Ấn Độ đó là có trên 300.000 người. Nhưng ngày hôm qua là 350.000 người bị nhiễm và hàng ngàn người chết. Rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Vậy mà thưa quý vị, trong cái thế giới đang bị dịch trở lại thì Việt Nam cách đây chừng khoảng mấy ngày thì ở tỉnh Quảng Nam đó, Sở Văn hóa về là Sở Du lịch đó, là họ ra một cái chiến dịch để mà thu hút cái người ngoại quốc vào Việt Nam du lịch. Là họ dự trù nó sẽ áp dụng vào tháng 7 này thì sẽ cho những cái người nào mà mang cái gọi là hộ chiếu vaccine, tức là hộ chiếu vaccine thì sẽ được vào du lịch ở Việt Nam. Và họ nói rằng có nhiều người nó phản đối, tại sao đang có dịch thế này mà mình lại tổ chức du lịch? Thì tỉnh Quảng Nam nói rằng đây là cái cơ hội, nếu mà mình trấu chậm thì uống nước đục, mình phải làm lẹ lên, có thể mấy nước khác nó dành cho nó thu hút cái du khách. Thành ra bây giờ mình phải có cái gọi là hộ chiếu vaccine, rồi những cái người đó vào thì người ta hỏi vào thì nó mang văn dịch vào cho người trong nước sau nữa không? Những người đó sẽ ở trong cái ở trong một cái khu vực chẳng như ở Đà Nẵng thì có cái phi trường Chu Lai, thì họ ở trong cái khu vực đó thôi. Du khách, mình thu hút du khách vào để họ đánh chơi cờ bạc, để họ chơi gô, để họ ở trong cái vùng đó thôi. Thì người ta nói trời ơi, ta đi du lịch là ta để đến một cái đất nước để ta đi các nơi thăm dân tình, đi thăm thắng cảnh chứ ai đi du lịch mà để chỉ vào ở trong những cái khu mà gọi là resort đó để mà chỉ là đánh bạc hay là chơi gô ở bên nước không chứ không phải. Thành thử ra thưa Việt Nam, bởi vì ham muốn quá ở tỉnh Quảng Nam, muốn đi đầu mà tỉnh của ông chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đó, là muốn đi đầu để giành cái phần thắng, cả sợ là người ta họ tổ chức du lịch rồi thì mình Việt Nam nó hỏng đi. Thành thử ra họ bày ra cái trò gọi là cho những cái người nào mà có cái gọi là hộ chiếu vaccine, để chứng nhận đã có vaccine rồi thì sẽ vào ở tỉnh Quảng Nam để du lịch vào tháng 7 này. Mà thưa quý vị rằng cái hộ chiếu du lịch nhiều người họ không thích đâu, tại vì cái hộ chiếu du lịch là người ta nắm được tất cả những cái chi tiết cá nhân của mình. Thành thử ra nhiều người họ không có xài cái gọi là hộ chiếu du lịch đâu. Và thưa quý vị, một cái đề tài khác nữa về Việt Nam thì nó xảy ra là từ cái ngày mà cái ông Bùi Thanh Sơn lên làm ngoại trưởng, bộ trưởng ngoại giao của Việt Cộng, thì ông ta còn điện đàm với ông Vương Nghị. Vương Nghị là ông bộ trưởng ngoại giao của Tàu. Thì hai ông nói cái gì? Thưa quý vị, nghe những hai người họ nói chuyện với nhau trực tuyến. Cái ông Vương Nghị của Trung Cộng nói thế này: cả hai nước đều gắn bó với sự lãnh đạo của các đảng cộng sản, cũng như con đường xã hội chủ nghĩa. Với tư cách đồng chí anh em, Trung Quốc sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa vì một tương lai tốt đẹp hơn. Như ông Trọng nói đó, muốn bao giờ chúng ta mới tiến lên xã hội chủ nghĩa. Và Vương Nghị cũng nói thế này: điều này không chỉ giúp gìn giữ an ninh chính trị của hai nước và tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa của thế giới. Thưa quý vị, đó tức là ông Trung Cộng nói rằng sẽ giúp Việt Nam
để duy trì và tiến lên xã hội chủ nghĩa. Tức là một cái chỉ có xã hội chủ nghĩa mới có tương lai tốt đẹp. Cũng như là ông Nguyễn Phú Trọng, bao giờ thì chúng ta đến lúc nào thì chúng ta sẽ lên xã hội chủ nghĩa. Và cái ông Bùi Thanh Sơn là cái ông bộ trưởng mới, ngoại giao mới, ông nói thế nào với là ông Vương Nghị? Ông nói thế này: việc giữ gìn và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam, Trung Quốc luôn được Việt Nam xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tức là xác nhận với là Trung Cộng rằng là cái tình hữu nghị giữa Trung Cộng và Việt Cộng là coi như là một cái chính sách hàng đầu và luôn luôn chính sách đối ngoại mà gọi là Việt Nam là luôn luôn mà duy trì như vậy. Còn thưa anh, nhân dịp tưởng niệm ngày 30 tháng 4 đó anh có điều gì để muốn nói với lại khán thính giả không thưa anh? Thưa quý vị, còn một hai ngày nữa là chúng ta đến cái ngày 30 tháng 4 là một ngày đau buồn của đất nước. Nhiều người gọi là ngày quốc hận. Ít ra là của một nửa dân miền Nam. Đúng vậy ạ. Và thưa quý vị, vào ngày hôm nay là ngày 27 này, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Vào ngày 27 này thì báo TV Trường Sang đăng ở cái trang bìa cái bài viết cái chết trong tù của cố Thủ tướng Phan Huy Quát ngày 27 tháng 4 năm 1979 của cố ký giả Nguyễn Tú. Thưa quý vị, là vào ngày 27 tháng 4 năm 1979, tức là 4 năm sau khi mà bị nhốt ở trong trại khám chi hòa, thì cựu Thủ tướng Nguyễn Phan Huy Quát đã qua đời. Và cố ký giả Nguyễn Tú là cái người đã chứng kiến cái chết đó và ông viết cái bài để thấy rằng là người Cộng sản rất là tàn ác. Nó bắt một vị mà cựu Thủ tướng nhốt ở trong tù mà bị bệnh như vậy đó, để cho nằm ở trong khám chi hòa như vậy. Và mọi người đều chứng kiến cảnh mà bệnh hoạn của ông. Và nó không đem ông cựu Thủ tướng này đi cho thuốc uống hay là đem đi bệnh viện, và ông chết nằm ở trên chiếc chiếu chết như vậy, thê thảm quá. Và chúng tôi đăng lại cái ngày đó, đăng lại cái bài viết này ở trên mạng, trên website, cũng như đăng ở trên báo giấy, để người ta biết, để quý vị thấy rằng là cái con người Cộng sản đó tàn bạo như thế nào. Thì thưa quý vị, ông Nguyễn Tú, cố ký giả Nguyễn Tú là một cái ký giả chiến trường rất là nổi tiếng của Việt Nam. Ông đi tất cả mọi cái chiến trường hết. Và ông là cái người mà viết cái phóng sự vào tháng 3, tháng 3 gọi là ngày Chủ nhật buông, đăng ở trên báo Chính luận. Và ông tường thuật lại cái cuộc triệt thoái của quân đoàn 2 chạy trên cái liên tỉnh lộ 7 từ nối liền Phú Bổn đến là Tuy Hòa. Và cái cuộc triệt thoái này thì ai cũng nhìn nhận đây là một cái sự sai lầm. Và đưa đến một cái thiệt hại rất là nặng nề cho cả quân và dân Việt Nam Cộng Hòa, và là gây rung động cả cái thành phố Sài Gòn vào tháng 3 năm 1975. Và cái bài viết của cố ký giả chiến trường Nguyễn Tú đã được các báo ngoại quốc dùng để nói về cái cuộc chiến những cái ngày cuối cùng của Sài Gòn. Và thưa quý vị, là ký giả Nguyễn Tú là chỉ vào ngày sau ngày 30 tháng 4, vài ngày sau khi nó chiến được Việt Nam. Ông là một ký giả thôi, nhưng mà ông bị bắt đi ở tù. Thưa quý vị, một ký giả ở tù bao nhiêu năm? 13 năm. Quá lâu. 13 năm một ký giả viết phóng sự về chiến trường thôi. Ông viết về chiến trường thôi, nhưng mà ông bị nhốt 13 năm trong tù. Và đến sau đó thì ông vượt biên, ông qua ở bên Hồng Kông. Và sau đó thì ông là cộng tác với báo TV Tường Sang của chúng tôi, viết bài hàng tuần, đăng ở trên báo giấy, kéo dài trong 20 năm. Và ông qua đời vào năm 2010, cách đây chừng khoảng là 11 năm. Thưa quý vị, nói như vậy để quý vị thấy rằng là 46 năm đã trôi qua. Và cái hình ảnh của ngày 30 tháng 4 nó vẫn còn nằm hiện hiện trước mắt mọi người. Chúng ta nhớ đến cái ngày đau thương của miền Nam. Và làm cho tôi nhớ lại cái bài viết mà tôi viết năm 1977. Tức là tôi chỉ sống sau 3 năm sống dưới chế độ Cộng sản. Thì tôi đã, trước đó tôi cũng rất thích hòa bình. Tôi là một người trẻ, thanh niên hồi đó. Vừa tốt nghiệp đại học xong đi làm có công việc ăn là có công việc tốt. Và tôi, những người trẻ thì muốn có hòa bình. Và đôi khi mình cũng nghĩ rằng là đôi khi nên có hòa bình, cho dù rằng bất cứ cái gia nào mình cũng cần hòa bình, bởi vì chiến tranh liên tục liên truyền miên qua rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng họ, người Cộng sản, họ cũng là người Việt Nam. Thành ra khi nếu bây giờ cho họ đánh thắng mình đi, nhưng mà họ là người Việt Nam. Họ là đồng bào của mình. Thành ra họ cũng đối xử với mình tử tế. Sau chiến tranh, nhưng mà quý vị thấy rằng sau chiến tranh rồi là thấy... thì là
người Cộng sản là đối xử với người miền Nam như thế nào. Và hôm nay thay vì tôi kể lại cái tội của Đảng Cộng sản, thì tôi hát cái bài tôi viết, tức là anh Hòa Bình Lừa Dối. Quý vị nghe những cái lời tôi viết về cái bài Hòa Bình này. Và cái bài này tôi tặng cho tất cả những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đặc biệt là những cái người mà hồi xưa ở miền Nam theo Cộng sản. Và đặc biệt là cho những người ở trong cái nhóm Lê Hiếu Đăng. Và đặc biệt tôi cũng muốn tặng cho những người như là ông Đại tá nhà văn Nguyễn Ngọc. Những người đã thấy rằng là sau khi chiến lược miền Nam rồi, Việt Nam thống nhất rồi, cho đến ngày hôm nay 46 năm sau, người Cộng sản vẫn tàn bạo, bắt bớ, giam cầm và không cho người Việt Nam được cái tự do. Và bây giờ mình thấy rằng họ lừa dối cả một cái thế hệ. Họ lừa dối cả cái một dân tộc mình. Bây giờ tôi hát cái bài Hòa Bình Lừa Dối. Hát miệng thôi, thưa quý vị, không có cần đàn để quý vị nghe cái lời tôi hát. Hòa bình đây rồi, chiều người đối đời. Hòa bình đây rồi, tình người đổi thay. Hòa bình cho tôi, bao là gian khổ. Hòa bình cho tôi, muôn ngàn đắng cay. Hòa bình đây rồi, người người xa người. Hòa bình đấy rồi, bạn bè mất nhau. Hòa bình cho tôi, gia đình ly biệt. Hòa bình cho tôi, tay còn trắng tay. Hòa bình giấc mơ của dân tộc tôi, của người dân Nam mấy mươi năm rồi. Hòa bình ấy tới, hòa bình lừa dối, hòa bình danh xưng của người lưu manh. Hòa bình đấy rồi, ngục tù cất đây. Hòa bình đấy rồi, ruộng đồng bỏ hoang. Hòa bình cho tôi, đêm dài không ngủ. Hòa bình cho tôi, ngày ngày âu lo. Hòa bình cho tôi, bao nhiêu lừa dối. Hòa bình cho tôi, ước mơ không còn. Hòa bình cho tôi, những lần thống hối. Hòa bình cho tôi, từng giờ ăn năn. Hòa bình đấy rồi, ngục tù cất đây. Hòa bình đấy rồi, ruộng đồng bỏ hoang. Hòa bình cho tôi, đêm dài không ngủ. Hòa bình cho tôi, ngày ngày âu lo. Và đến thưa quý vị, thưa Vũ Hà, cho đến bây giờ thì sau khi mà vào ngày 30 tháng 4 năm 1980 là đúng 5 năm khi mà Cộng sản chiếm miền Nam thì tôi bước đặt chân lên ở bên trại tị nạn ở Ga Lăng. Đúng ngày 30 tháng 4 là đúng 5 năm sau. Và chúng tôi không còn lo âu nữa. Và chúng tôi không có sợ sệt nữa. Tại vì thưa quý vị, ở dưới chế độ Cộng sản vào thời đó, ngày một đêm nó gõ cửa cốc là có thể mình bị bắt vì không biết cái tội gì. Và là mình có thể ngủ yên được. Và mình không còn lo âu nữa. Thưa quý vị, trong cái bài hát này, tôi có dùng cái từ là cái người Cộng sản, tôi gọi họ là bọn lưu manh. Thưa quý vị, người Cộng sản là lưu manh. Và bây giờ chính những người Cộng sản, họ cũng thấy rằng Cộng sản là một cái bọn giả dối và lưu manh. Lừa dối cả dân tộc mình. Thưa anh, qua thời sự thế giới đó thì thưa anh, hội nghị thượng đỉnh về khí thải do Tổng thống Biden tổ chức đã đạt được những cái gì vậy anh? Thưa quý vị, thì vào tuần vừa qua, ông Tổng thống Joe Biden đã có cái sáng kiến là mời 40 nước, trong đó có Việt Nam. Đại diện là ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc,
trước đó thì mời Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà sau này Phú Trọng con nữa thì con Phúc, Xuân vâng. Phúc. Thì bốn mươi nước để nói về cái vấn đề mà gọi là bàn thảo về cái vấn đề mà gọi là giảm khí thải. Vâng. Thì Hoa Kỳ hứa rằng là trong vòng đến năm 2030 vâng. thì giảm đi là 50% khí thải. Và đến năm 2050 là hoàn toàn zero, không có khí thải vâng. nữa. Tức là khi đó không còn cái chuyện mà sử dụng xăng, vâng. sử dụng ga, sử dụng than đá. Vâng. Nhưng mà Úc thì khác ạ. Vâng. Úc thì khác. Bởi vì thưa quý vị, Úc là có lập trường khác. Bởi vì Úc là cái nước mà trong 40 nước được mời nói vâng. hàng thứ 22. Vâng. Tại vì họ biết là của Úc rồi. Ông trước đó ông thủ tướng Úc Scott Morrison cũng nói rằng là chúng tôi sẽ tìm cách cố gắng để giảm khí thải, nhưng mà không phải là giảm bất cứ cái giá nào. Vâng. Chúng tôi vẫn bảo vệ công ăn việc làm của người dân. Vâng. Và trong khi chúng ta giảm khí thải thì chúng ta cũng phải tìm cái cách, cái quan vâng. trọng là tìm những cái kỹ thuật nào để mà thay đổi cái việc sử dụng cái những cái là xăng rồi than đá và là như vậy, đại khái vậy. Thì ông nói rằng là cái quan trọng là không phải là tôi đặt cái tiêu chuẩn đến năm 2050 là vâng. nước Úc là sẽ không còn xài khi những cái thứ gì mà có khí thải nữa. Vâng. Không. Nhưng mà không phải là lúc nào mà chúng tôi hỏi là làm thế nào? Làm thế nào để chúng ta giảm khí thải? Không phải là when mà how. Dạ. Thì đó là cái gọi như là cái đường lối của chính phủ Úc. Và tôi nghĩ thưa quý vị, cái việc mà nói giảm khí thải là đôi khi cũng là cái, những cái trò mà của những cái nước mà giàu có nhất, đặc biệt là ở Âu Châu và Bắc Âu. Vâng. Mỹ cũng không muốn đâu, chỉ có ông Biden mới theo cái gọi là cái phong trào mà gọi là thời thượng thế này. Chứ còn thưa quý vị, cái nước mà giảm thải khí thải nhiều nhất là ai? Là Trung Cộng thôi. Ông Tàu, ông Tàu Cộng. Vậy? Trong khi mọi người đều là vâng. ráng bóp, gọi là bớt tiêu thụ về là phải hy sinh này vâng. nó, trong cái Tàu nó vẫn khí thải. Vâng. Nha, thành thử ra như vậy nó bất công lắm. Về thời sự nước Úc thì thưa anh, tình hình giữa Úc và Trung Cộng hiện nay ra sao vậy? Thưa quý vị, nói đến mà tình hình giữa Úc với là Trung Cộng vâng. thì phải nói rằng rất là căng thẳng, rất là căng thẳng. Và đặc biệt là trong những ngày qua, thưa quý vị, báo The Australian phát hành ngày hôm nay chạy cái trang đầu như thế này: Get ready to fight for our liberty. Hay là chúng ta hãy sẵn sàng để chiến đấu cho sự tự do của chúng ta. Vâng. Thưa quý vị, là tình hình giữa nước Úc với là Trung Cộng hiện giờ rất là căng thẳng. Phải nói là quá căng thẳng. Thì thưa quý vị, báo The Australian là một trong những cái báo gọi là hàng đầu của nước Úc. Phát hành phải là chỉ ở một tiểu bang mà phát hành toàn quốc. Và đồng thời cái báo này là do ai làm chủ? Do ông tỷ phú Rupert Murdoch. Ông đấy không những ông là trùm của báo chí ở nước Úc mà cả thế giới nữa, bên Mỹ nữa. Thành thử ra cái tiếng nói của báo này rất là quan trọng. Và thưa quý vị, trong mấy ngày qua, liên tiếp trong mấy ngày, tôi nghĩ là có tuần lễ, thì báo Úc chạy những cái tin nói về sự căng thẳng giữa Trung Cộng và Úc. Và chúng ta hiện giờ đang ở trong cái tình hình gọi là, trong cái tình trạng gọi là khẩu chiến mà thôi. Đến bao giờ thì sẽ có chiến tranh thật sự. Chuyện đó sẽ xảy ra. Chúng ta đừng có lạc quan quá. Chuyện đó sẽ xảy ra. Và chỉ xảy ra lúc nào mà thôi. Thì trước hết thưa quý vị, sự căng thẳng đó là chỉ còn là khẩu chiến thôi. Và trước hết là nước Úc đã dẹp bỏ cái thỏa thuận qua cái bản ghi nhớ một con đường và một vành đai đã hủy bỏ rồi. Trung Cộng rất là tức giận về cái hành động mà Úc là cái nước đầu tiên trong khoảng 140 quốc gia ký cái gọi là cái một cái vành đai và một con đường này, mà bây giờ Úc là nước đầu tiên hủy bỏ. Thứ hai, đó là thứ nhất. Thứ hai là giám đốc viện nghiên cứu chiến lược ông Peter Jennings. Ông này là một người rất là nổi tiếng, một nhà nghiên cứu về chiến lược rất là uy tín của nước Úc. Và ông viết trên báo, tuần qua ông viết ở trên báo The Australian này, ông viết như thế nào? Ông viết một cái bài: đã đến lúc đối diện với đoàn quân chiến lang. Chiến lang là Wolf Warrior, tức là Trung Quốc bây giờ nó đi ngoài giao là nó dùng mà gọi là gần như là một cái hình thức mà đe dọa những nước khác. Giống như những cái phim mà họ đóng mà cũng phim mà Wolf Warrior đó, thành nó bây giờ họ gọi là ngoại giao bằng gọi là bằng chiến lang. Thì họ nói rằng là đến lúc Úc phải đối diện, cái ông mà giám đốc cái viện nghiên cứu chiến lược này nói là đối diện với là cái đoàn quân chiến lang của Tàu.
Và cũng cuối tuần qua ở trên báo The Australian này, ông cựu thủ tướng của Úc là ông Tony Abbott cũng viết một bài nữa. Ông nói chúng ta phải đối diện với thực tế đe dọa từ Trung Cộng. Một vị cựu thủ tướng, ông làm thủ tướng đâu khoảng năm 2013, mấy năm. Và ông viết một cái bài như vậy. Và đầu tuần này, quan trọng nhất là đầu tuần này, ông Bộ trưởng Quốc phòng của Úc là ông Peter Dutton. Ông nói chúng ta phải đối diện với thực tế là chiến tranh với Trung Cộng, là có chiến tranh với Trung Cộng. Bộ trưởng Quốc phòng của Úc nói rằng chúng ta phải đối diện với cái thực tế là có chiến tranh với Trung Cộng. Và hôm nay, sáng nay ở trên báo The Australian, như chúng tôi đã trình bày với quý vị và để cho quý vị thấy là Get Ready to Fight for Our Liberty. Thì cái ông động lý văn phòng của Bộ Nội an, ông Michael Peluso, ông này họ người ta nói là sắp làm động lý văn phòng của Bộ Quốc phòng nữa, là một cái chức vụ rất là quan trọng. Ông tuyên bố ngay trong cái ngày lễ ăn sát đê vào ngày Chủ nhật vừa rồi, ông tuyên bố với các nhân viên của ông, và đương nhiên mọi người đều biết hết và báo chí đăng ngày hôm nay. Ông nói thế nào? Tiếng trống ra trận đang vang lên. Ghê không? Ông nói với là trong cái ngày ăn sát đê là cái ngày mà người Úc, các binh sĩ Úc hy sinh trên mạng của mình để bảo vệ cái tự do và cái giá trị của Úc và của thế giới. Thì ông nói là drums of war are beating. Tiếng trống đánh nhau, tiếng trống ra trận đang rền vang. Và ông nói rằng đất nước của chúng ta phải chuẩn bị thêm một lần nữa, phải chuẩn bị để gửi các chiến binh của chúng ta ra mặt trận để chiến đấu. Trời ơi, thưa quý vị, tuyên bố như vậy là mạnh quá. Tôi chưa thấy bao giờ là có Úc mà trong một tuần qua, từ những cái nhà lãnh đạo cho đến những người hiện giờ đang những cái chức vụ quan trọng như là Bộ trưởng Quốc phòng, rồi là... rồi là động lý văn phòng của Bộ Nội Á và sắp làm Bộ trưởng động lý văn phòng của Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng là tiếng trống ra trận đang rền vang. Và ông nói thế nào? Chúng ta, theo ông Peter, Michael Peterson này nói là chúng ta cố gắng duy trì hòa bình, nhưng mà không phải chúng ta phải hy sinh những cái giá trị của chúng ta là cái giá trị là tự do. Bởi vậy ông nói rằng chúng ta hãy sẵn sàng, get ready to fight for our liberty, hãy sẵn sàng để chiến đấu cho sự tự do của chúng ta. Và thưa quý vị, cái chuyện nó xảy ra trong cái bối cảnh là thế nào? Là tuần qua, cuối tuần qua, như là vào ngày thứ Bảy hay là Chủ nhật cuối tuần qua, là có một cái ông Tập Cận Bình, ông đến cái quận Tam Á ở đảo Hải Nam, Hải Đảo nó nơi gần ở cái vịnh Bắc Bộ của mình á, để mà làm cái lễ mà đưa ba chiếc tàu mới đóng đi vào hoạt động. Cái danh từ bây giờ bên Việt Nam gọi là biên chế, đưa vào biên chế. Đưa vào biên chế thì ba chiếc tàu chiến, một chiếc á là tên là Hải Nam, một chiếc là Đại Liên và một chiếc tên là Trường Chinh. Chiếc Hải Nam là cái chiếc tàu mà Trung Cộng khoe rằng đây là chiếc tàu mà gọi là tối tân nhất mà của Trung Cộng đóng. Nó có khả năng đổ bộ và gần như là một cái mẫu hạm để có thể là chứa khoảng chừng vài chục chiếc trực thăng và phi cơ chiến đấu. Và có khoảng là 1.000 binh sĩ trên tàu. Tàu này, mục đích của nó là đổ bộ, tàu đổ bộ để tấn công. Và tấn công ai? Tấn công Đài Loan. Đó là chiếc Hải Nam. Chiếc thứ hai là chiếc Đại Liên. Chiếc Đại Liên là chiếc khu trục. Và chiếc thứ ba là chiếc tàu ngầm nguyên tử Trường Chinh. Tàu này có thể có bắn hỏa tiễn liên lục địa và có thể có đầu đạn nguyên tử nữa. Thành thử ra là vào cuối tuần qua đưa ra hoạt động ba chiếc tàu mới nhất của Trung Cộng để dằn mặt Đài Loan. Và thưa quý vị, trong khi đang dằn, ông Tập đang dằn mặt Đài Loan ở đảo Hải Nam, thì ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao của Tàu, ông nói thế nào? Ông nói rằng là Mỹ nhé, ông lưu ý Mỹ nha, Mỹ là phải chấp nhận sự vươn lên của Trung Cộng. Nếu Mỹ muốn sống chung hòa bình với chúng tôi, tức là muốn sống chung hòa bình chúng tôi, muốn không có chiến tranh, thì Mỹ phải chấp nhận cái sự vươn lên của Trung Cộng. Thưa quý vị, chúng tôi nói như vậy là quý vị thấy rằng là cái chuyện mà chiến tranh nó phải xảy ra. Bởi vậy ra tất cả chúng ta hãy chuẩn bị, chuyện đó không có tránh khỏi được.
Và thưa quý vị, cũng vào nhân dịp ngày 30 tháng 4 năm nay, tức là ngày Quốc hận, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị một ca khúc của chú em tôi là chú Khâm. Cái ca khúc có tên là Bao giờ quê tôi yên vui. Chú em của tôi thì cũng đi vượt biên với tôi qua ở bên trại tị nạn Ga Lăng vào năm 1980, và tại đó tôi làm một cái tập nhạc ra cuốn tập phần ca, thân phần ca, trong đó chúng tôi bỏ một bài của chú em vào trong tôi là Con Nỗi Buồn. Bài hát đó cũng hay và chúng tôi có Thu Băng thì nằm cùng viết chung với nhau và trong cái tập nhạc thân phần ca một bài, nhưng mà chú thì cũng có làm nhiều bài và có một bài có tên là Bao giờ quê tôi yên vui. Thì chú viết bài này cũng đăng ở trong báo báo tạp Mới Bán Ngược Sang Tự Do. Và quý vị thấy ở trên cái ở trong cái chương trình mà Giờ Nguyễn Hồng Ánh á, có một người mà cứ tôi cầm cái đàn đánh, còn có một người đứng sau đó tôi cầm cái đàn bass. Mà cái đàn bass đó là dùng cái thùng xăng, thùng xăng để làm cái đàn đài hô cầm, đàn contrabass tự chế đó, là đánh cái bass. Thì đó là chú Khâm. Thì anh em chúng tôi cũng là những người mà thích văn nghệ và có làm nhạc. Và hôm nay nhân dịp ngày 30 tháng 4, chú viết cách đây 31 năm thì chúng tôi giới thiệu cái bài này. Cái bài này đã được ca sĩ Jenny Mai hát vào năm 1981 trong cuốn băng sơ mục của ca sĩ Thanh Thúy. Và cái bài nhạc đó do nhạc sĩ Lê Văn Thiện hòa âm. Và hôm nay thì chúng tôi, cái bài hát này sẽ do cô ca sĩ Cẩm Yến trình bày. Và cái bài hát có những cái lời mở đầu như thế này: từ phương xa bên đại dương ôm nỗi buồn màu tang tóc, trên phố phường im bóng, thành phố ngủ như hàng cây rủ bên đường, loài chim hoang mất rừng già không chỗ nương. Cạnh của những người tha hương nó Vũ Hà. Ngày yên vui đến biết bao giờ, trở về trên đất nước của tôi, trở về trên đất nước của tôi. 41 năm rồi cũng thế này thôi. Và cho tôi xin được giấc ngủ yên, mơ quê hương đến ngày tự do. Thưa quý vị, đó là giấc mơ không phải là của chú em Nguyễn Văn Khâm của tôi, mà cái giấc mơ của tất cả mọi người. Bao giờ quê tôi yên vui? Đó là một cái câu hỏi đã được đặt ra 46 năm qua và không có câu trả lời. Cái bài này sẽ do Cẩm Yến trình bày. Cẩm Yến, thưa quý vị, cũng là một ca sĩ gọi là một nghệ sĩ nghiệp dư thôi, hát chơi cho vui thôi. Nhà và cô hay hát ở trong nhà thờ. Và cô là một giám đốc, giám đốc của ngân hàng Commonwealth. Trước đây làm ở vùng Richmond, bây giờ cô làm giám đốc còn ngân hàng Commonwealth ở bên Port Melbourne. Thì mời quý vị nghe ca khúc Bao giờ quê tôi yên vui. Thưa quý khán thính giả, chương trình thời sự trong tuần đến đây chấm dứt. Vũ Hà và anh Nguyễn Hồng Anh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại kỳ tới. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị nghe bài hát Bao giờ quê tôi yên vui của Nguyễn Văn Khâm viết và Cẩm Yến trình bày. Chim hoang mất rừng già không chốn nương, ngày yên vui biết đến khi nào, trở về trên đất nước của tôi, ai trông ai nụ cười tắt trên
chung trong sân trường vườn cánh bướm, giờ tha hương nuôi mộng mơ sẽ trở về cùng em yêu xây lại mộng tình dỡ dàng. Ngày yên thưa quý vị, nếu quý vị thích chương trình thời sự trong tuần, xin hãy ghi danh, hãy subscribe ngay từ bây giờ.